mẹ nằm kìa, mẹ nằm ngay cái cửa phật của nhà Phật đó, ngay chỗ đó là heo linh đang hầu Phật. Ừ, dạo mẹ nằm đó. Dạ đó cho bà Phật dòm hả? Hử? Hử? Cho bà Phật dòm em hả? Hử? Cho Phật dòm em hả? Nè cái cửa này kìa. Nè cửa Phật. Phòng này heo linh thờ Phật. Hử? Heo linh thờ nè. Cái gì? Dạ làm cái gì? Sám hối hả? Hử? Dạ lại sám hối hả? Hử? Sao? Đi lại kia nằm, đi. Đi theo chị nè. Đi đây. Đi theo chị nè. Vô đi, theo chị. Ngoan. Ừ. Từ từ đi, chạy cái gì không biết nữa. Hả? Ngoan lắm rồi nè. Làm sao? Có bụng chưa? Có bụng chưa? Em nói bụng chưa? Em nói bụng chưa? Ừ? Sáng nay không có đi ai đi chợ mua bánh mì hết trơn. Thôi bữa nay đi chợ mới mua nha. Nha. Chịu không? Ừ. Hả? À, sao? Đi ị mà mắt chị hố. Ừ. Đi toilet cũng mắt chị dội nó là sao? Hả? À, sao? Ừ. Sao ăn gì giờ nấu đồ ăn cho em rồi nè đó cái nồi của em á đó. Đó xung quanh là giường giường của bà Chính. Đợi giờ nước tắm không lại cò đây nè. Tắm xà bông hôm rồi đó. Ngồi đi chợ mua cái. Mà đứng dậy đi. Đứng dậy em. Rồi. Từ từ đứng dậy thôi. Từ đây nè. Nè. Từ đây. Lên em ơi. Cho định hình được hả? Đây nè, là đây nè tắm. Đây em. Rồi. Đây em. Đây. Đâu mà dơ đâu tình tòi á, mỗi lần lại cứ tắt đi. Quay thôi tắt đi. Tắm xong rồi đó, vô gạch bông nằm rồi, nãy tắm đó, mát mẻ rồi đúng không?
Ngày nay là không có tắm nữa đâu nha. Sáng là tắm vậy là được rồi, bây giờ ăn no rồi. Bây giờ em cũng tắm rồi em ngủ đi. Nghe không? Liếc liếc gì mắt nè. Hả? Ngủ đi. Ngủ đi chị cưng. Ngoan. Ăn no rồi vô đòi tắm. Dấu không thèm cho quay luôn. Núp rồi. Núp rồi. Thôi chị không quay nữa đâu. Quay cho cô ba coi em hằng ngày. Cô ba chưa gặp em nên phải quay cho cô ba coi. Rồi ngủ đi nha. Chị tắt nha. Nè tắt nha. Nhảy lên tay lên. Nhảy lên. Nhảy lên. Ủa em buồn ngủ rồi cô ba ơi.